Chào quý bà con, hôm nay chúng tôi test cái máy phát điện 5 kW đề. Đầu tiên chúng ta châm nhớt. Rồi châm một lít nhớt nha. Máy phát điện Oshima chạy dầu 5 kW có đề. Rồi châm nguyên liệu bằng xăng. Mọi người lưu ý là dây đỏ nắp vào bên vạch đỏ, dây xanh nắp vào vạch xanh, đó là cực âm và cực dương. Dạ. Bình của hãng 12 tháng. Rồi, kéo e lại, nó nổ rồi là gạt lại. Đó. Rồi, mở CB bên đấy là điện lên. Đó là đồng hồ VM lên ổn định. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ đi bàn giao máy phát điện 5 kW Oshima chạy một pha sử dụng xăng có đề. Anh em đang đưa máy lên xe bàn giao vào cho khách hàng. Bàn giao máy phát điện vào đến nhà cho quý khách hàng.